Sự ra đi của Tổng Bí Thư là tổn thất to lớn của Đảng và đất nước, để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân. Thế nhưng những quan điểm, tư tưởng, phong cách lãnh đạo, đạo đức của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ tiếp tục được nghiên cứu, học tập, quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa. Chuyển sang các tin tức thời sự đáng chú ý khác. 1 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Dự báo đến 1 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10, sau đó sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có thể đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ vào ngày kia, tức thứ ba tuần tới. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ Bắc và từ kinh tuyến 108,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố là Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, Bình Định về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Hiện nay còn khoảng 330 tàu với gần 2.200 người đang hoạt động tại các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương rà soát các tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm, kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Không chỉ gây ra thời tiết xấu trên biển mà hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tương tác với gió mùa Tây Nam thì cũng sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay ạ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có mưa lớn trên diện rộng, cảnh báo có nơi mưa rất to trên 100 mm. Mưa dồn dập nhất là vào chiều và tối nay, nguy cơ gây ra ngập úng các vùng trũng thấp, khu đô thị. Tây Nguyên thì cần đề phòng với sạt lở và lũ quét cục bộ ở khu vực vùng núi. Còn với Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Quảng Ngãi sẽ có mưa rông rải rác trong chiều tối và đêm nay. Vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to, khả năng gây ra sạt lở đất cục bộ.